Báo cáo số 3154 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện các dự án công trình trọng điểm động lực có đề xuất bổ sung thêm 11 dự án. Cụ thể là các dự án không gian sáng tạo tại quận Cẩm Lệ có vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, khu công nghệ thông tin Vịnh Đà Nẵng tại quận Liên Chiểu có vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, trung tâm phần mềm và công nghệ cao Đà Nẵng tại quận Hải Châu có vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, trung tâm tài chính tại quận Sơn Trà có vốn đầu tư 44.000 tỷ đồng, khu du lịch sinh thái Nam Ô tại quận Liên Chiểu có vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng, khu tổ hợp và phi thế quan tại huyện Hòa Vang có vốn đầu tư 45.000 tỷ đồng, khu du lịch Mikazuki Spa and Hotel Resort giai đoạn 2 tại quận Liên Chiểu có vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, khu phức hợp tài chính thương mại vui chơi giải trí có thưởng và chung cư cao cấp Phước Mỹ tại quận Sơn Trà có vốn đầu tư 44.000 tỷ đồng, nhà máy đốt rác phát điện tại quận Liên Chiểu có vốn đầu tư 1.739 tỷ đồng, các dự án mở rộng tại nhà ga T1 và xây dựng các cảng hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và dự án bãi chứa container tại huyện Hòa Vang chưa xác định giá trị vốn đầu tư.